Lời đầu tiên xin chào tất cả các anh em cận thủ đam mê cá thường tổ quốc. Hôm nay tục lên đây một clip gồm một lô cần kiện nhật nha anh em. Lô này thì 13 cây, thì có hàng gốc có và hàng cắm gốc. Cần một khúc nữa. Tất cả hàng này hàng carbon, hàng kiện nhật. Rồi, đếm vô cụ thể từng cây cho anh em xem. Em bán hàng cho anh em kiểm tra hàng trước thì anh Tấn nếu hàng lỗi một không clip em lên đó, thì sẽ nhận lại. Rồi, cảm ơn anh em. Thì cây thứ nhất em lên cho người là một cây cần gốc nha anh em. Đó, cây cần gốc. Cây Cotwo. Thì cây này một cây hàng thì em lấy từ thị trường Nhật về. Bắp là bắp thường, khoen là khoen thường. Nhưng được cái là chất liệu là liệu carbon nha anh em. Chất liệu carbon. Đây. Ngoại hình còn rất là sạch sẽ và đẹp nha mọi người. Đó. Đây. Đó. Đây, nó đây. Đó. Thì cây này dài 2m1 nha anh em. Dài 2m1. Độ cứng cây này nó rơi tầm khoảng 20 nha anh em. 15-20. Đó. Cây này chiên cho anh em câu lăng xê, câu trên ghe bè thuyền nhé. Đó, dạng câu du lịch. Ngoại hình sạch sẽ đẹp đẽ nha mọi người. Đó. Rồi. Cái này nặng là 110g, đọt là 1 đi 9, giá công khai cây số 1 là 400. Tiếp theo cây số 2. Cây số 2 em lên cho người một cây hàng carbon. Đây mọi người. Đây. Đó. Cây này cây hàng của anh Pha Tắc Cồ, hàng của Korea xuất Nhật. Cây này một cây hàng carbon, bass là bass Fuji, fan là fan Fuji. Cần lóng ngắn nha nè, cây này hai găng tay nha, thu gọn hai găng tay đó. Đây, tầm khoảng hai găng tay thì cây này nặng là 98g, đọt là 1 ly 3, thu gọn là 41cm. Thì cây này cây số 2 giá là 700 nha mọi người đó. Chất liệu là carbon sắn nha. Đây, tem sức nhật đầy đủ, carbon sắn găng guốc nha. Phen ok chân nha, cần không lỗi nha mọi người. Đó, nguyên zin. Thì cây này cứng mượt dài 1m8. Rồi, giá cây số 2 giá là 700. Tiếp theo cây số 3. Cây số 3 bên cho người vẫn một cây hàng của Alpha Taco. Đó, hàng này hàng vẫn là hàng Korea xuất Nhật. Thì cây này cứng 20 dài 2m4 nha anh em, cứng 20 dài 2m4. Thì cây này nặng là 160g, thu gọn là 41cm, đọt là 1 ly 5. Giá công khai cây số 3 giá vẫn là 700. Chất liệu vẫn là chất liệu carbon, bass là bass Fuji. Đó. Cần nhìn rất là rõ gọn nha anh em, dạng cho anh em đi chống vợ. Đây, fan nó đây, đó, fan xứ xám, cái này thứ đen nha mọi người. Đó, fan đề bà xứ đen, fan bự. Fan là fan Fuji nha anh em, fan là fan Fuji. Đó. Rất là đẹp luôn. Hết chơi. Đây, chất liệu là liệu carbon. Tem sức đầy đủ nha anh em, tem vàng. Thì sẵn găng guốc đây, cần không lỗi lầm gì nha anh em. Đó. Anh em về kiểm tra mà thấy cần lỗi mà có vấn đề gì anh em báo em, nhận lại hết. Cần sẵn nha anh em. Đó. Đọt đó đây. Đó. Cứng 20 và 2m4. Rồi, giá công khai cây số 3 giá vẫn là 700. Tiếp theo cây số 4, thì cây số 4 lên trong người là một cây cần lua. Đó, anh em dặn rất là nhiều cây này. Anh em đặt rất là nhiều luôn, hỏi rất là nhiều. Thì cây này là một cây cần lua, fan là fan xứ xám nha nè, Fuji xứ xám nha. Đó. Bass là bass của Shimano. Đó. Bass Shimano, bass hãng. Đây, Shimano qua, bass one. Đó, XT. Thì cây này dài là 1m74 nha anh em, dài 1m74, nặng là 88g, đọt là 1 ly 5. Thì cây này thu gọn tầm khoảng hai găng tay, tầm khoảng 45cm nha anh em, 45cm. Thì cây này nó tải mồi từ 5 đến 18g, tải dây từ 6 đến 14 lb, dạng cứng này cứng ra tầm khoảng ML nha mọi người, cứng ra tầm khoảng ML. Đó. Đây. Đó. Máy ngang nha anh em. Đó. Ngoại hình thì ok, xước xác ít nha mọi người, vẫn có xước xác ít nha. Dạng này anh em câu để câu du lịch, đi du lịch câu, hôm nay chúng vợ đi câu, nó để trong ba lô, rất là tiện nha anh em. Phần ở trên đây gọt bỏ sẵn nha anh em. Đó. Hàng nguyên xin nguyên kiện nha mọi người, không độ chế. Đó. Đọt đây, xước xám nha. Máy ngang. Chiên cho anh em đi luôn. Đó. Rồi, giá công khai số 4 giá là 800 nha anh em, 800 cái số 4.
tiếp theo lên cho người là cây số 5. Cây số 5 em lên cho người một cây của cần Mamisa. Thì dòng cần Mamisa này là dòng cần của China, xuất Nhật China. Đây, Mamisa. Thì cây này dài 1m8 nha anh em. Đây. Chiều dài là 1m87, nặng là 85 g, năm lóng thu gọn là 48 cm. Thì cây này nó tải màu từ 5 đến 14 g. Đó. Thì theo tải này so với cần hai khúc á là nó gây, cứng ra tập khoảng L như này, cứng ra tập khoảng L thôi. Đó. Nhưng mà nó rất là tiện nè. Cần rất là đẹp luôn. Đó. Bass là bass Pussy. Fan là fan Pussy, fan còn rất là mới luôn. Đó. Cây này ngoại hình là khỏi chê rồi. Đó. Cây này què cho anh em lục suối câu phi. Đó. Dạng câu nhiều địa hình. Đó, anh em có thể cái câu tôm, câu hành cháp thoải mái nha. Chất liệu carbon nè mọi người. Đó. Đây, cần rất là mới luôn, hàng China xuất Nhật nha. Đó. 1m8. Sáng căng guốc luôn. Đó. Cần rất là mới nha nè. Đó. Carbon sẵn nè. Đó. Khỏi chê nha. Phen đẹp. Chỗ này dạng bị chóc miếng sơn bóng thôi nha mọi người, không ảnh hưởng gì đâu. Rồi, giá công khai cây số 5, giá là 800 nha nè. 800 cộng ship cây số 5, còn rất là mới luôn. Đó. Tiếp theo qua đây, dạng cần một khúc. Thì tiếp theo là cây số 6, thì cây số 6 đó cho người một hàng cần Daiko. Hàng Daiko này, hàng Daiko nội địa nha mọi người. Daiko nội địa. Đó, Matic. Thì cây Daiko này nó là dài 1m98, tải màu từ 5, dài 1m98, thu gọn chiều dài tọt của nó là 1m73. Thì nó tải màu từ 5.25g đến 14g, tải dây từ 6 đến 12 lb. Đọt là 1 ly, đọt là 1 ly 5, độ cứng cái này là ML nha nè, độ cứng ML. Giá bán tại Nhật là 16.000 yên, nó ra đâu đó tầm khoảng 3 triệu rưỡi từ Việt Nam. Đây, nó đây, hàng cắm gốc cho mọi người. Hàng cắm gốc để em soi. Hàng cắm gốc, xứ là xứ xám. Đó. Bass là bass Pussy nè, bass là bass Pussy. Đó, fan là fan Pussy. Hàng cắm gốc. Đây mọi người, Japan. Đó. Cần rất là đẹp nha mọi người. Keo chỉ ok, fan ok nha. Đó. Cái này què cho anh em luôn nè. Đó. Dạng cần cắm gốc này cắt sình nó rất là tốt luôn. Đó, đánh cực kỳ cảm giác. Hàng nguyên zin nha nè, nguyên zin carbon. Rồi, giá công khai cây số 6, giá là 1.400.000 nha nè. Đó, test đọt cho anh em luôn. Đó. Thôi anh em có thể ra mấy trụ điện á, câu câu dít cũng được. Tiếp theo cây số 7. Thì cây số 7 em lên cho người vẫn một cây Daiko, nhưng mà hàng này thì nó không có túi hộp thôi. Đó. Cây số 6 là nó full túi hộp giấy tờ đầy đủ nha. Đó, vẫn là hàng của Japan. Thì cái này dài 1m8 nha anh em, dài 1m8, hàng cắm gốc, bass là bass Pussy, tem là fan, là fan Pussy. Đó, đổi xám đầy đủ nha anh em. Đó. Đây, bass gốc nó đây. Đó. Chỗ này nó tính keo lại nè. Tất cả đều ok nha anh em. Đó. Dòng này đánh cực kỳ ok luôn. Đó, dòng Daiko, hàng nội địa Japan. Keo chỉ ok cho mọi người, không lỗi nha. Buồn ở đây. Thì đây, test độ cong cho anh em xem luôn. Đó. Thì cái này nặng là 100g, đọt là 1.4 l, dài là 1m8, chiều dài đọt của nó là 1m, dài 1m6 nha anh em. Đó. Thì cái này tải màu từ 5.25g đến 14g, tải dây từ 6 đến 12 lb, độ cứng tương đương với ML. Đó. Thì giá công khai cái số 7 giá là 1.3 triệu nha mọi người. 1.3 triệu cái số 7 vẫn là fan bass Pussy, cực kỳ đẹp. Tiếp theo là cây số 8. Thì cây số 8 là cây này chia nhanh em câu dít nè. Đó. Thì cây số 8 cho người là một dòng cần của tay qua, dòng cắm gốc nha mọi người. Cắm gốc của tay qua. Đây, rất là đẹp nha mọi người. Carbon. Đây, vòi nó cực kỳ dày luôn nè. Đó. Bát là bát thẳng đây qua nha mọi người. Đó. Đây, xem. Các mình gẹt đẹp. Đây, đó, đây.
Bizit nha anh em, GIZ Daiwa. Thì dòng cần này của Daiwa China xuất nhật nha mọi người. Đó. Thì nó dít được từ 2 đến 100g nha anh em, từ 2g đến là anh em lua từ 2 đến 100g. Thì nó tải mát dây là 16 lb. Đó, coi cực kỳ đẹp luôn. Fan là fan Fuji lỗ xám nha anh em. Đó. Fuji gõ gàng nha mọi người. Cái này anh em lấy giúp trụ điện là khỏi chơi luôn á. Hết bài luôn. Bu là bu chống sắn bu xít nha nè. Bu chống sắn bu xít. Rất là đẹp nha nè. Đó, rất là đẹp luôn. Đây, test đồ công nữa đây. Đó. Tải từ 2 đến 100g thì giúp tạo cái sình của con mồi nó khỏi chơi ở đâu hết. Thì cái này nặng là 160g. Dài là 1m98 nha anh em, dài 1m98. Tải mồi đọt là 1.5 ly. Thì chiều dài của đọt nó là 1m55. Thì nó tải mát là từ 20 đến 100g, tải dây be, tải dây là 16 lb. Rồi, giá cây công khai cái số 8 giá là 1.6 triệu nha anh em, 1.6 triệu cái số 8. Hàng đẹp nha mọi người, đây qua. Tiếp theo cây số 9. Thì cây số 9 em lên trong người là một cây cần của Abu. Thì dòng Abu hết tin này thì dòng Abu cực kỳ nổi tiếng nha mọi người. Đó. Fan là fan shit nha anh em, fan shit. Gốc là gốc Fuji đây. Đó. Gốc là bass Fuji. Bass là bass Fuji. Đó. Có miếng đệm trên đây nè. Đó. Dòng Abu này cực kỳ ok chỗ này. Đó. Có miếng đệm của Abu cực kỳ đập luôn. Thì gốc nó bị ố một tí nè mọi người. Đó, chịu khó về bọc mang bo là thôi, chịu khó để chùi rửa giúp em nha. Đây, sau đó cần lên em xem. Fan là fan Fuji Sit nè mọi người. Trọng Fuji Sit nha. Mấy cái này đánh cực kỳ cảm giác luôn nha nè. Cực kỳ cảm giác ok luôn á. Keo chỉ ok chơi nha mọi người. Đó. Cực kỳ chắc luôn. Đó, không lỗi lầm nha, hàng nguyên zin nha mọi người. Đây. Tạo à. Thì cây này là một cây lua cắm gốc, dài là 1m74, nặng là 115g, đọt là 1.5 ly. Thì chiều dài thu gọn của đọt đó là 1m49 nha mọi người. Đó, cái này tải mồi từ 3,5g đến 14g, tải dây từ 6 đến 14 lb, độ cứng cái này L nha mọi người, độ cứng L. Đó, đây. Thì cái này giá công khai là 1.3 triệu anh em, cây số 9 1.3 triệu. Thì dạng này về cái sình của nó tương đương tầm khoảng gần ML luôn đó mọi người. Đó, cực cảm giác luôn. Đó. Tiếp theo để qua bên đây. Và bên đây là cây số 10, 11, 12, 13. Thì bốn cây cuối cùng này là 4 cây hàng một khúc cho anh em, hàng một khúc. Rồi, để lên cái số 10 cho anh em xem. Thì cây số 10 là một cây full hợp cho anh em, full hợp, túi sách đầy đủ. Thì cây này một dòng cần của Headland. Thì dòng Headland này cực kỳ nổi tiếng đó luôn. Đó, dòng đời mới của nó ra tầm khoảng gần 10 triệu một cây á. Khá là chắc. Thì cái này một cây folder cũ thôi, giá nó bán tại Nhật là 20.000 yên, 20.000 yên ra tầm khoảng 4 triệu rưỡi từ Việt Nam nha anh em, tầm khoảng 4 triệu rưỡi từ Việt Nam. Đây, thông số rõ ràng. Thì cây này dài là 1m68 nha anh em, dài 1m68, cây một khúc nha, một khúc dài 1m68, tải mồi từ 7 đến 21g, tải dây từ 7 đến 21g, tải dây từ 8 đến 17 lb nha anh em. Đó, độ cứng là độ cứng M, action là action pop. Pass. Thì dòng này đánh cực kỳ chất lượng nha mọi người. Đó, độ cứng M. Đây, sao cần như thế này xem. Đây, bát là bát đây qua. Bát thẳng đây qua. Phôi phôi carbon của nó đây. Đó, dòng một khúc. Hít lên. Đó. Thì dòng này của Thái Lan nha anh em. Dòng này của Thái Lan xuất cho thị trường Nhật. Đây, mã code đầy đủ đây. Đó. Chiều dài độ cứng action. Đó. Đây nè, fan là fan shit nha anh em, fan shit nha. Đó, fan shit. Nguyên bộ fan shit luôn. Dòng này về lua mà dạng lua sân hàng mọi người. Đó. Một khúc là cực kỳ ok luôn. Đó. Đây, fan shit thích cho anh em. Đó, nguyên bộ fan shit. Độ mới thì khỏi chơi rồi. Đó. Full tối full hợp mà.
cây chùa xước gì không có luôn nha anh em. Rồi giá công khai cây số 10, giá công khai là 1.400.000 luôn nha mọi người, 1.400.000 cây số 10. Tiếp theo cây số 11, cây số 11 vẫn là một cây cần của Headland đó. Đây nè, thì dòng Headland này, dòng Headland máy đứng nha anh em, máy đứng thì bát vẫn là bát hãng nha anh em, bát hãng của Taiwan. Thì cái này độ cứng vẫn là độ cứng M nha anh em, minimum độ cứng M. Đây, đọc thông số trước cho anh em. Cây này nặng là 110g, dài là 1m77, đọc là 1 ly 9. Cây này tải mồi từ 3.5g đến 21g, độ cứng M, tải dây từ 6 đến 14lb. Thì cái 11 này vẫn là một cây của hàng Thái Lan xuất Nhật nha anh em, mã có đầy đủ đây. Đó, phôi phôi carbon hết lên. Tem đầy đủ. Fan là fan sheet nha, fan sheet. Fan này thì khỏi chơi rồi, cần này thì đánh là khỏi ý. Chơi, dạng này dạng săn lốc rồi, đánh nhát thiệt. Cần một khúc thì lực tải nó chia đều ra cái cần anh em, rất là cao luôn. Anh em có thể đánh đi, đánh dít biển cũng được, dít trụ điện. Phôi xít nè, cực kỳ dày luôn nha anh em. Đó. Rồi, giá công khai cây số 11 giá là 1.600.000 nha mọi người. Cây 11 giá 1.600.000. Dạng này anh em về dít trụ điện cũng rất là ok nha. Đó. Tiếp theo cây số 12. Cây 12 anh bên cho mọi người một dòng hàng thương hiệu của Fanwit, một thương hiệu của Mỹ nha anh em. Đây, Fanwit. Thì dòng Fanwit này dòng một khúc nha nè, dòng một khúc. Đó. Tem nó đóng rất luôn. À, fan là fan xích gòn nha anh em, xích là xích gòn. Fan gòn lõi xích. Thì cái này nặng là 100g. Dài là 1m75 nha anh em, dài 1m75, đọt là 1 ly 8. Thì nó tại cái này tải mồi từ 3.5g đến 8.75g nha anh em. Tải dây từ 2 đến 8lb thôi. Đó, dòng này tải mồi rất là nhẹ luôn. Đó. Fan width. Đây, còn đai vàng. Đây, thông số nó đây mọi người. Đó. Dòng này của Taiwan xuất Nhật nha anh em. Đó. Dòng này về cho anh em đi lui mồi giả nha anh em. Đó, nhả nháy hơi. Đó, fan xít nha anh em. Fan gòn lỗi xít. Rất là đẹp luôn, khỏi chê vào đâu được. Hàng nguyên sinh nguyên kiện anh em, đó, không lỗi lầm. Đây, test độ cong anh em luôn. Đó. Về anh em có dít trụ điện thôi luôn mực á, cực kỳ ok nè, tạo cái sình rất là ok luôn, công hình chữ C nha. Đó. Rồi, giá công khai cây số 12, giá là 1.400.000 nhé. Tiếp theo em lên cho người là một cây cuối cùng. Cây cuối cùng lên cho người là một dòng cần của Japan. Thì dòng này dòng đeo nha anh em, hàng đeo. Thì dây thì anh em có thể nghe dây đeo, cần đeo thì rất ít, về hẩm gai về rất là ít hãng này. Bát là bát Fuji giả gỗ nha anh em. Thì cái này dài 1m8 nha anh em, dài 1m8. Cái này tải mồi mát của nó là 40g, tải dây mát của nó là từ 8 đến 16lb. Đó. Cái này rất mát của nó là 3kg nha anh em, nhắc bổng là 3kg. Fan là fan xích nha anh em, fan xích 3 chân. Đó, dạng fan K. Fan xích đề 3 là 30. Đó. Xích cực kỳ dày nha anh em. Đây, dòng một khúc nha anh em, dòng này một khúc nha. Dòng một khúc này thì đánh bạo lực, bao bạo lực rồi. Đó. Dạng này câu GISG. Dạng câu dít điện nha mọi người. Đó, đọc dít đi cho dễ ha. Phôi carbon nè mọi người. Đó. Càng đẹp nha anh em, càng đẹp. Test độ cong cho anh em xem luôn. Đó. Test cho anh em luôn, nhúng luôn. Rồi, cái này nặng là 180g, dài 1m8, thông số thì em cũng đã đọc, tải mát 40g, rất là 3kg. Rồi, giá công khai cây số 13, giá là 1.400.000 nha mọi người. Đó, cây số 13 1.400.000. Rồi, đó tổng cộng 13 cần em lên cho anh hôm nay. Nếu anh em ưng cái nào chốt đến bệnh xuống thoại tự động liên hệ với anh em nhé. Rồi, cảm ơn anh em.